Chào mừng các bạn đến với Thế giới tự nhiên kỳ diệu. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá loài chim hồng hạc một trong những loài chim nổi bật nhất với bộ lông màu hồng rực rỡ và vẻ đẹp thanh thoát. Hồng hạc không chỉ thu hút bởi ngoại hình độc đáo mà còn bởi những tập tính sống bầy đàn, sự chăm sóc con cái đáng yêu. Hãy cùng khám phá tất cả những điều thú vị về loài chim đặc biệt này nhé! Hồng hạc, với tên khoa học là Phonicopteridae, sống chủ yếu ở các khu vực đầm lầy. Hồ nước mặn và ven biển trên khắp thế giới. Điều thú vị là màu hồng của chúng đến từ sắc tố carotenoid có trong thức ăn như tảo và các loài động vật giáp xác nhỏ. Đôi chân dài và chiếc mỏ cong độc đáo giúp chúng dễ dàng kiếm ăn trong môi trường nước. Hồng hạc là loài sống bầy đàn lớn, có thể lên đến hàng ngàn cá thể. Bầy đàn không chỉ giúp chúng bảo vệ lẫn nhau mà còn giúp giao tiếp và giữ ấm trong mùa sinh sản. Hồng hạc sẽ làm tổ bằng bùn trên mặt đất, mỗi lần chỉ đẻ một quả trứng và cả cha mẹ sẽ cùng chăm sóc con non cho đến khi trưởng thành đặc điểm này thể hiện sự gắn kết và trách nhiệm đặc biệt của loài chim này trong việc nuôi dạy con cái qua video này hy vọng các bạn đã có thêm nhiều thông tin thú vị về loài chim hồng hạc biểu tượng của sự duyên dáng và vẻ đẹp tự nhiên hồng hạc không chỉ làm phong phú hệ sinh thái mà còn là nguồn cảm hứng cho vẻ đẹp trong nghệ thuật và văn hóa đừng quên nhấn thích và đăng ký để không bỏ lỡ những video khám phá thế giới động vật tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại